Không sao, cứ vào, nền ướt và sức khỏe con người thì cái nào mới thực sự quan trọng hơn. Theo sư vào trong chánh điện, nơi này thật ấm áp, sư bảo chủ tiệm đi lấy bộ đồ lam cho thay, rồi tiến hành bước xuống bếp nấu nước pha trà, bộ đồ